Một cách cơ bản thì cơ thể chúng ta sẽ không có chống lại bản thân. À, như vậy thì chỉ có những trường hợp đặc biệt là cái bệnh tự miễn thì những tế bào bạch cầu mới tấn công chính tế bào của cơ thể. Còn lại thông thường một cách theo một cái nguyên lý sinh lý đó chính là tế bào trong cơ thể nó sẽ không tấn công chính nó và tế bào cơ thể không có tạo điều kiện để gây hại đến với cơ thể. Thì ở dạ dày của người chúng ta thì có khoảng từ 30 đến 35 triệu tế bào thì làm nhiệm vụ là ngoại tiết, và nó có bốn loại. Loại thứ nhất đó chính là tế bào tiết ra chất nhầy. Tế bào tiết ra chất nhầy thì đối với những tế bào tiết ra chất nhầy, mấy hàng này á, thì nó làm ra cái chất protein nó phủ bề mặt của tế bào, phủ bề mặt của dạ dày, và như vậy thì làm cho những cái dịch vị nó không có tiếp xúc với những cái tế bào biểu mô của dạ dày. Đó chính là cái hàng thứ nhất. Hai chất này này nó đảm bảo nó lót, được bảo vệ những cái thành tế bào phía bên trong của dạ dày. Cái nhóm tế bào thứ hai là tế bào màu hồng này, tức là tế bào chính, tế bào chủ yếu nè, tế bào sếp 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 như vậy thì tế bào này nó chính là tế bào tiết ra pepsinogen. Và các bạn biết là pepsinogen thì nó chính là những cái thằng enzyme tiêu hóa phân cắt liên kết peptide. Đây thì liên kết peptide như thế để hãy xin để gặp mở cửa cô hàng nhé. Ok, mọi người cầm đó không? Alo, Dạ 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 con. Đấy nè, thì cái tế bào chính này nó sẽ tiết ra cái dạng enzyme trong cơ thể chúng ta như vậy nè. Tất cả những cái thằng nào mà tạo ra chất này là chất có khả năng phá hủy, thành ra nó sẽ bị tạo ra dưới dạng là bất hoạt. Khi nó tạo ra dưới dạng bất hoạt á, thì nó phải có điều kiện thì nó mới hoạt động. Vậy thì khi đó nó sẽ đi pepsinogen đó, nó sẽ đi ra tới ngoài đây, ra tới cái chỗ mà nó được phủ lót rồi đó, thì nó mới gặp HCl. Thì HCl được tạo ra dưới dạng là H cộng và Cl trừ. Thì H cộng và Cl trừ này được tế bào thành, tế bào màu vàng nó tiết ra. Tiết ra dưới dạng là H cộng và Cl trừ riêng. Khi nó gặp nhau ở trong dạ dày, ở phía bên trong chỗ mà nó được bảo vệ rồi á, thì nó mới tạo thành cái dạng HCl. Và khi HCl này nó kết hợp với nhau thì nó mới tạo ra pepsin. Pepsin chính là cái dạng enzyme được hoạt động. Rồi lúc đó pepsin nó mới là cái thành phần để xúc tác trở lại để làm cho nhanh quá trình chuyển đổi từ pepsinogen thành pepsin. Và như vậy, có nghĩa là pepsin chỉ được tạo ra ở cái chỗ cần, hay là hiện được tạo ra ở chỗ này. Và chỗ này là được bao phủ, nó được ok hết rồi. Thành ra chúng ta sẽ thấy một cái chuyện là chúng ta hiếm khi bị đau dạ dày. Như vậy thì hiếm khi, nó không có phải là không có. Vậy thì đây là trường hợp sinh lý bình thường. Vậy trong những trường hợp sinh lý khác thường thì sao? Sinh lý có bình thường thì tất nhiên sẽ có khác thường.
chẳng hạn như thầy có nó đọc là để xíu à bên phải này không à. Có bình thường thì sẽ có khác thường. Vậy thì nếu mà chúng ta bạn thấy màn hình của thầy không à? Rồi, vậy thì khác thường ở chỗ nào, khi nào thì khác thường? Vậy nếu dạ dày nó sẽ thực hiện ba cái chức năng cơ bản. À, chức năng cơ bản thứ nhất đó chính là cái dạ dày nó làm nhiệm vụ là nó tiêu hóa thức ăn. Ok, bình thường. Và thức ăn của nó tiêu hóa chính chính là protein. Ok, vậy thì đảm nhận chức năng chính của nó chính là tiêu hóa protein. Bên cạnh đó, nó bên cạnh chức năng tiêu hóa hóa học thì dạ dày nó còn chức năng tiêu hóa cơ học. À, dạ dày nó sẽ có ba lớp cơ, là lớp cơ dọc, lớp cơ vòng và lớp cơ xiên này. À, thì ba lớp cơ này có tiêu hóa hiệu quả cơ học các loại thức ăn. Tất nhiên nó đi kèm với HCL, nó phá hủy thành ra nó sẽ tiêu hóa rất là tốt cơ học ở đây. Cái nhiệm vụ thứ ba chính là dạ dày là cái túi, chúng ta ăn vô mỗi ngày 1,5 kg thức ăn, vậy thì chính là nơi để chứa trong đây, à chứa trong đây, và vậy thì khi đó thì dạ dày nó sẽ là nhiệm vụ là cái túi để chứa, và chúng ta sẽ có cái nhiệm vụ nữa của dạ dày chính là làm nhiệm vụ bảo vệ cơ thể, à và một cái vô cùng quan trọng của dạ dày chính là nó điều phối thức ăn, à nó điều phối thức ăn, thì điều hóa thức ăn như thế nào? À, dạ dày nó sẽ cho cái lượng thức ăn đi vào trong ruột, và nhờ việc là cho khi nào cần đẩy thức ăn đi xuống với tá tràng thì lúc đó đó là do cái cơ thắt môn vị của dạ dày nó sẽ quyết định. À, như vậy khi môi trường trong đây thấy là tiêu hóa được tốt rồi thì nó mới đẩy mớ thức ăn xuống đây nữa, và nhờ cái việc là nó không phải giống như ruột con ngựa rồi nó đi một dọc đi xuống, cái này có những cái cơ thắt. À, khi cơ thắt như vậy thì nó sẽ làm cho cái thức ăn đi xuống dưới đây một cách từ từ, và khi đi xuống dưới đây một cách từ từ đó chính là điều phối được, không phải vô giống như là hôm nay đi cứu trợ, cứu trợ ào ào ở cứu trợ ào ào, một gia đình thì có vài ba chục tấn gạo, một gia đình thì không có miếng gạo nào ăn, như vậy thì nó không hợp, không hợp lý, thì cái dạ dày làm cơ quan điều phối là nó sẽ làm cho thức ăn đi xuống dưới đây một cách từ từ, do đó dạ dày chính là cơ quan đặc biệt để giúp cho chúng ta tiêu hóa được tốt thức ăn. À, là cơ thắt thứ hai của dạ dày chính là cái cơ thắt tâm vị, là cơ thắt này. Cái cơ thắt tâm vị chính là cái cơ thắt mà nó không cho thức ăn đi ngược trở lên, à không cho thức ăn đi ngược trở lên. Và như vậy thì nếu cơ thắt này nó mở ra, à cơ thắt mở ra thì những người mà mở ra khi thức ăn trôi đi xuống, trôi xuống ok nó mở, nhưng mà có những người nói chuyện rất là hôi miệng, à như vậy thì và hay ở chua thì những người đó chính là những người bị đau dạ dày. Ở đây dạ dày khi đó thì sao môi trường trong đây cho nên axit quá đó. À, vậy thì pH quá thấp á thì cái cơ thắt môn vị tâm vị này nó mở ra, như vậy thì thông giữa khoang miệng với cái dạ dày, và dạ dày này chúng ta sẽ thấy là nó rất là axit, rất là đậm, thì chúng ta từng ói ra thì chúng ta biết là những cái gì mà chúng ta ói ra thì nó chua lát mà. À, đó chính là cái mùi của dạ dày, đó chính là cái mùi của HCL. Và như vậy nếu mà cái cơ thắt tâm vị này nó mở ra thì những người nói chuyện thì miệng rất là hôi, à, vậy thì hoặc là duyên hay ở chua, đó chính là do cái cấu trúc của dạ dày đã bị thay đổi, lý do nó thay đổi, à lý do nó thay đổi thì các bạn biết rằng là dạ dày là cái cơ quan điều phối cái thức ăn, à và sẽ giúp cho chúng ta việc tiêu hóa chúng ta trở nên là tốt, thì cái dạ dày chúng ta không điều khiển được mà chúng ta sẽ được điều khiển bởi cái hệ thần kinh tự động. Các bạn đều nhìn rõ hết cái mà thầy đang chiếu trên trên màn hình nhé hả? Dạ rõ thầy ơi. Rồi, ok. Đây thì đầu tiên là cái sự chi phối này nó được thực hiện bởi hệ thần kinh như thế nào? Thì đầu tiên là chúng ta
Có thể là chúng ta dùng mũi và dùng mắt có thể nhìn thấy thức ăn nó thèm, nên nghe mùi thức ăn chúng ta thèm, hoặc là trung tâm vỏ não chúng ta tự động tiết ra thức ăn theo thời tự tiết ra kích thích theo thời gian. Chẳng hạn như 12 giờ trưa thì tự động não chúng ta sẽ bị kích thích, và kích thích này truyền xuống dưới vùng hành tủy. Tại vùng hành tủy này thì nó sẽ tăng cường trí xung xuống dây thần kinh số 10, dây thần kinh lang thang á, thì nó sẽ làm cho dạ dày tăng cường cơ bóp và làm tăng cường tiết ra cái enzyme mà hát sinh lạc. Như vậy thì lúc đó dạ dày co nhiều hơn là lúc 12 giờ và tiết ra nhiều hát sinh lạc. Thì khi đó có nghĩa là sao? Khi đó có nghĩa là chúng ta bụng đã sôi rồi. 12 giờ nghe mùi thức ăn, thấy thức ăn, tới giờ ăn mà dạ dày được tiết ra rất nhiều, sẵn sàng đón thức ăn đi vô. À, như vậy thì một cách bình thường thức ăn sẽ đi vô, sau đó ăn no xong và chuyển hết thức ăn đi xuống phía dưới. Thì đó chính là hết sức bình thường. À, nhưng mà sao? À, nhưng mà tới lúc đó ta không ăn, thì lúc đó axit trong đây sẽ càng ngày càng nhiều. Mà axit càng ngày càng nhiều mà chúng ta không có thức ăn, không ăn vô, thì chúng ta sẽ bị loét dạ dày. À, loét dạ dày. Tại vì cái lớp mà lúc nãy thì nói cái lớp lót chất nhầy lót thành dạ dày nó sẽ chịu không nổi. Thì nếu mà bị loét lâu ngày thì thành cái đốm loét, mà cái đốm loét cứ sâu hoài, càng ngày càng sâu, gọi là đau dạ dày do thói quen uống á, thì nó sẽ hình thành cái đốm loét rất là sâu và từ từ hình thành nên có thể hình thành nên cái khối u ung thư dạ dày nếu chúng ta có thói quen không tốt. Ê, chúng ta sẽ có loét dạ dày, loét tá tràng, ung thư dạ dày, ung thư tá tràng một cách hết sức bình thường. Khi pH trong đây quá cao, khi axit trong đây quá cao, có nghĩa là pH nó thấp à, thì cái cơ thắt môn vị này nó cũng mở ra làm cho tá tràng cũng bị loét luôn nếu chúng ta có thói quen ngủ không tốt, hoặc là chúng ta bị tấn công bởi virus, bởi vi khuẩn HB cũng vậy. À, như vậy thì chúng ta có thể hình thành những vết loét và khối u. Như vậy thì nếu thức ăn nếu chúng ta tốt hơn thì chúng ta ăn được ăn. Thì ăn thì những cái thụ thể về cái áp lực ở trong dạ dày hoặc là thụ thể về hóa học trong dạ dày sẽ truyền cái tín hiệu về đây báo cho não chúng ta biết là có thức ăn xuống rồi. Rồi thì lúc đó não sẽ tăng cường tiết thêm dịch vị tiếp theo co bóp để có thể làm cho dạ dày hoạt động thiệt là hiệu quả. Và sau đó sẽ chi phối thức ăn, và khi mà cái dạ dày nó trở nên rỗng thì cái xung trong đây nó sẽ báo hiệu về dây thần kinh hệ thần kinh trung ương và làm giảm cái tất nhiên là ít thức ăn thì giảm cơ bóp và giảm tín hiệu về, thì lúc này thay vì kích thích sẽ trở nên ức chế làm cho dạ dày không tiết ra nhiều cái enzyme nữa và không có cơ bóp nữa. Tại vì lúc này không có thức ăn, không có enzyme thì không có thức ăn thì không nên tiết ra enzyme và không nên và bóp nữa. Hay như vậy thì đó chính là những cái phản ứng bình thường của dạ dày. Và nhờ cái phản ứng bình thường, nhờ cái cung phản xạ bình thường này mà dạ dày sẽ được bảo vệ. Vậy thì dạ dày, nhắc lại, dạ dày sẽ được thực hiện chức năng của đó mà cũng tự bảo vệ cho cơ thể. Bảo vệ cơ thể nhờ thể dịch và bảo vệ cơ thể nhờ phản xạ theo kiểu chi phối của thần kinh, chịu sự chi phối của thể dịch. Okay.